Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, bản tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Bốn câu vậy cho mà nếu mình học kỹ là nhiều tài liệu lắm á. Dịch nghĩa là rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng. Và cái câu đó, đó nếu mà các Phật tử lâu lâu mà nghe một lần á là nghe cũng nói tôi phá Phật nữa. À, tu hành mà nói khỏi tu không cầu chứng, mình lấy nói rằng đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Thành ra tôi xin nhắc đại chúng là mình phải học từ từ từ, nếu mình thiệt tình mà học thì học từ từ nó hiển lộ ra, cái giáo lý nó tự lộ ra, nó hiển bày ra. Chứ mình nghe một bữa rồi mình nghĩ, hoặc mình bực bội mình nghĩ, hoặc mình phản đối rồi mình nghĩ gì đó thì nó không có loài ra được. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Vì sao mà ta nói như vậy? Ở dưới đây ta giải thích đây. Diệt kiến tư, diệt hết cái tiền. Chữ cái của hổm tôi nhắc là chữ cái phải đánh chữ qua lên. Chữ tiền chữ qua lên có nghĩa là cái tức là ngũ cái. Tiền tức là thập tiền. Mà ngũ cái và thập tiền á, và kiến tư hoặc á, là nguyên nhân của luân hồi sinh tử, của khổ đau. Mà người ta diệt hết kiến tư hoặc rồi, có nghĩa là ta xuất ly tam giới rồi, diệt hết ngũ cái thập tiền rồi, người ta có thể thành Phật được rồi đó. Cho nên nó có lý do, chứ không phải là khỏi tu không cần chính mà không có lý do, không có điều kiện, không phải vậy. Có lý do chính đáng, có điều kiện chính đáng mới là rồi tất cả mà khỏi tu không cầu chính. Đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Đại thừa thượng sĩ ta tu, ta không có tu lặt vặt, không có tu bìa chéo, rác rưởi, tầm thường. Ví dụ như mình định nghĩa chữ tu là gì? Chữ tu mình đây là phải ăn chay thật kỹ, chứ mà nếu mà ai mà để cái lấy cái chén mà cái chén ăn thường á, mình ăn chay mình không chịu ăn. À, cái ngày ăn chay là phải lấy chén trong tủ á, chén kiểu xưa ông tủ đem ra đây cho ta. Bốn chén mà gì đều là phải vậy hết. Còn cái chén không sống mà con cháu ăn hàng ngày đó không được đem cho ta ăn chay. Mình tưởng vậy là mình tu lắm rồi đó chứ. Nhưng mà kỳ thật tu vậy là tu dởm đấy. Tu dởm đó, chưa có tu vậy đó. Tu bìa chéo, tu rác rưởi, tu rác rè rè. Rồi mỗi ngày vậy đó, phải đúng giờ, thiệt đúng giờ. Mặc áo, tắm gội, mặc áo vô, rồi lễ bái nghe là 108 lại. Rồi tụng mấy thời kinh, nghe là tụng mấy quyển kinh cỡ 1 giờ, 2 giờ đồng hồ. Lại 108 lại cho đủ. Rồi còn cái nước của mình cúng á, như hồi xưa tôi nói nhiều lần là kể cả ông thân sinh của tôi đó, ông tu kỹ lắm, một ngày ông là 6 thời. Mà cái ly nước cúng á, rót là bưng xuống để cái mặt nào. Hồi xưa cái chung mà gọi là cái chung lật đật của có ông Thái Công Lữ Vọng, ông ngồi ông câu cá trên cái sông vị á, thế rót lật cái bề đó ra. Thì tới chừng mà cái bằng thâu nước rồi đó, úp cái bề đó phải trở vô đúng bon cái vị trí đó. Còn mà làm sai cái là ông quýnh như là lửa răng té tung ra. Kỹ như vậy đó. Không bao giờ cái chung đó mà để sai phía mà được bài thơ. Hễ rót lên là phải nó dây trong nhất, mà khi mà là rót nước vô rồi là phải để cái ông Thái Công Lữ Vọng dây ra phía ngoài, coi cho nó trang nghiêm trật tự vậy, chứ không để mình nó lệch lạc được đâu. Quýnh ghê lắm. Ông bưng đồ đi cúng hả, ông nấu chè ông cúng rồi là bưng ngang tráng trở lên. Cái kiểu hồi xưa là nhà nho gọi là cử án tề mi, nghĩa là bưng cái đồ mà cho làm dâu cho cha mẹ chồng là phải bưng ngang trán, ba ngang cái chân mày trở lên. Còn bưng cái dưới thấp gì, nghĩa là cái bóng của mình mà nó ngã vô trong đó là đem cúng trời Phật, không có chứng được. Đó là tu lặt vặt, tu bìa chéo, tu rác rưởi. Vậy mà biết bao nhiêu người tưởng cái đó là tu ghê gớm lắm. Còn nấu chè thì không dám nói nấu chè sôi, không dám nói sôi, mà nói bữa nay là ngày mấy đó, nghe là nấu dẻo và nấu ngọt để cúng. À, còn lúc nào mà các cổ dịch mà ăn thì nói là mua con quẹp về cúng, mà làm rồi cúng, chứ không dám nói tới con vịt.
Thế thì cái kiểu tu đó toàn là bề chéo, là rác rưởi, là lặt vặt, không có nhầm gì với đạo hết á. Chưa kể nữa là trước khi mà cúng đất làm 4 con gà, mua 1 bó vàng bạc về, đè cổ gà ra mượn người ta cắt, mình không dám cắt, mượn người ta cắt, cắt rồi đem 1 bó giảng tiền, khuôn tiền giảng sanh với vàng bạc rồi đốt ra, đọc Nam Mô Di Đà, dạ nó tha, là dạ nó thiện tha, cho nó 1 bài đó, để rồi cắt cổ nó, rồi còn cái thịt đó thì là mình làm, mình chơi, rồi cho nó mớ tiền giảng sanh, với tiền vàng bạc, để cho nó đi đường, nó giảng sanh cực lạc, còn mình thì sơ cái thịt. Mà làm như vậy trịnh trọng lắm, tưởng đâu mình tu ghê lắm rồi đó. Nhưng mà đó là bìa chéo, là rác rưởi, là lạc mặt, là rẻ rề. Do vậy cho nên cái tu với cái chứng của cái người mà học đạo á, cái người thượng sĩ á mà, là rồi tất cả khỏi tu, không cầu chứng. Khỏi tu là khỏi tu cái kiểu rác rưởi lạc vặt đó, chứ không phải là người ta không tu đâu. Mà cái tu của người ta đây là tu gì? Diệt kiến cư, diệt hết cả cái tiền. Nghĩa là cái nguyên nhân nào mà nó làm cho con người đau khổ ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Người ta nhìn, người ta biết, người ta học hiểu rồi là người ta diệt ngay đó trong trứng nước. Mà diệt ngay nó trong cái nhân, trong trứng nước rồi không còn, thì là cái quả không bao giờ có luân hồi sinh tử khổ đau. Cho nên không đặt vấn đề tu mà coi như tu rồi hết. Đấy, cái ý của ta là vậy, chứ đâu phải là không tu đâu. Còn ví dụ như mình ăn chay, trừ ra cái chén nào mà nó ăn mắm kho với ấy, rồi nó chấm rau dừa rồi với mắm sạch kho đó, cái chén đó mà rửa không sạch nó tanh vô cùng, để tới lỗ mũi là chịu không nổi rồi. Thế thì cái chén đó là dẹp, không ăn chay cũng dẹp, cũng dục bỏ đi, nếu mà rửa sạch không sạch là đánh đòn nữa. Chứ còn như mà chén ta rửa sạch bình thường thì cứ lấy ra mà ăn không có sao, không cần gì phải lấy chén nữa. Không có tu cái kiểu đó. Rồi ví dụ như người ta ăn đám cưới cũng vậy, ta ăn gì ta ăn, mà nếu mà mình ăn chay thì mình ngồi mình ăn chơi cái của mình, cái bên đó không sao hết á. Ví dụ như muốn ăn chay đó, dọn cái bên đó mà ăn với người ta, có chuyện gì mà phải cấm kỵ này kia. Tôi nói như vậy là dựa vào đâu? Là đây trong này nhiều người biết lắm mà. Lục Tổ Huệ Năng xưa kia 16 năm ở chung với đám thợ săn. Thợ săn tức là ta ăn thịt rừng, ngũ cốc thì ít mà ta ăn thịt là nhiều. Nhưng mà còn Lục Tổ Huệ Năng thì vì tị nạn mà, mỗi ngày hái rau rồi luộc cá trong cái nồi thịt đó để mà ăn. Nó là sách vở kinh mà được Phật giáo chấp nhận mà, luộc cá trong nồi thịt đó mà. Mấy ông kia hỏi tại sao là cậu mày không ăn với tụi tao mà ăn vậy. Nó tại vì tôi thích ăn vậy, tôi không thích ăn cái kia. Thế thì đằng kia ta ăn thịt, còn Huệ Năng thì ăn rau vậy. Còn cái vấn đề chứng đạo của Lục Tổ Huệ Năng thì đó là cái chuyện riêng của mình, bằng trí tuệ chứ không phải là bằng vấn đề ăn. Cho nên là đại chúng để ý vấn đề tu tập là mình tìm cái gốc, cần ôm gốc chứ đừng quan tâm chi cành ngọn. Cái gốc mà vững rồi là chồi tượng nó sẽ sum sê. Cái tôi là thật sự không hề có phỉ báng Phật gì hết. Cho tới bây giờ tôi còn danh vọng gì, tôi còn địa vị gì, tôi còn chức tước gì, tôi còn quyền lợi gì, không hề có. Thế thì là mình còn đối kỵ với ai, đã phá người ta để làm gì, lôi kéo luận đạo để làm gì, không hề có ý đó. Cho nên là nói là lời rất thiệt, là rất thiệt theo cái thấy cái biết của mình mà nói. Mong rằng đại chúng ai đọc Đạt Giả Đồng Du Niết Bàn Lộ thì tốt, còn bằng không đồng du thì thôi, chứ cũng không có ý đã phá để lôi kéo để đem về mà bên phe mình, hay là cái tôn thái của mình làm đệ tử mình, không có. Cho nên tôi rất thích cái câu của Lưu Bị mà là sắp chết mà nói, mình nói với Khổng Minh gửi gắm con côi, rồi là nó có câu cái nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, mình điểu chi tương tử kỳ thanh giả ai. Con chim sắp chết cái tiếng kêu nó ai bi, nó não nuột, còn người mà sắp chết là cái tiếng nói rất là trung thực, là lành, là tốt. Cho nên là lời của Lưu Bị sắp nói là lời phát xuất từ đáy lòng để gửi gắm đó mà. Cái câu đó tôi rất là thích.
cỡ như tôi giờ Lương Bị giờ đó có năm mấy tuổi chết mà là còn kỳ ngôn giả thiện, là nói còn tốt còn lành, còn cỡ như tôi bây giờ ăn cái gì hưởng cái gì nó còn ngon lành gì nữa đâu. Lẽ ra thì có chùa chiền mấy mươi năm với người ta rồi, mà nay mình cũng không có. Cho nên là sự thật là hoàn toàn không có cạnh tranh. Lời nói là lời nói thật. Cũng như lời nói nãy đó, tôi cũng hỏi ý kiến đại chúng, nếu cho phép thì giải thì cũng giải ngay thôi, không có gì buồn phiền hết. Nhưng mà thấy chưa cần, thôi thì để chừng học tới đó rồi giải luôn.